À, xin chào cô chú anh chị nha. Là bà ngoại với Bill ôm qua quán cà phê nha. Bill, Bill ơi. Hồi con của cô cháu cũng vậy. Hồi còn nhỏ nó đầu hoài nữa. Hả? Để trai nè. Này. Này. Bill ơi. Dễ thương hơn mọi người. Đẹp trai nữa. Hồi sáng cháu ở với shop chị Hồng Loan sắp mới. Mới chạy lên đẹp trai ha, vì lúc mà quay sợ quay anh Phương anh nói hả. Đây bà ngoại cho chú quay nha hả. Yeah, đẹp trai mũi cao à. Điêu ơi, Điêu ơi, đây. Nó dễ không cô? Dễ lắm ha. Đây một người với view nè. Đó view đó. Con có bùm bùm á. Con bùm bùm á. Con bùm bùm của Phương đó. Đó, ông Bảy ông thấy nè, ông qua nhà đứng nè. Hả? À, ông thấy về ông qua nhà đứng nè. Đó. Là nó lớn lên rồi nó tìm ổng không hả. Ê, cháu ngoại về mà không chịu nhận cái gì nữa. Ê, mua biu biu cháu đăng cái clip này là chắc có lẽ cháu quay nó là như nhiều người lấy lắm á. Ê biu ơi, biu ơi, bữa nay là mấy tháng rồi ta? 5 tháng rồi luôn. 6 7 tháng là cho nó đi xe xe đẩy á. Ê ê ê. Buổi sáng của ôm nó ra cho nó ánh nắng á. Cho nó chắc da chắc thịt. Ê ê, Bill. 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 Nó anh tò mò anh ở trong nhà biết anh ra ngoài á, anh thấy xe cộ chạy anh khoái, anh nhìn này nọ nhìn này kia thoải mái mà anh thấy độc lạ ở ngoài á, anh thấy độc lạ ở ngoài đấy. Đó, nó nhìn xe kìa, xe 16 chỗ kìa, thấy chưa. Đó, xe 16 chỗ kìa, đứng trước nhà dì Loan kìa, thấy không. Biêu ơi, Biêu ơi, Biêu ơi, Biêu. Điêu ơi, bếp lù xì cho Điêu mấy lần rồi, hai lần. Thương. Cháu cũng giọng muốn muốn đẻ nữa mà không dám đẻ, vợ cho mổ hay lắm. À, dễ thương, chất đẹp trai luôn ha. Ý Biêu hả? Mũi cao ứ. Cặp mắt giống Phương. Giống Phương. Giống bố. Giống bố. Cái mặt tròn giống mẹ. Giống mẹ đúng không? Nó mất đồng tiền nữa kìa. Nó mất đồng tiền nữa kìa. Nó mất đồng tiền nữa kìa. Hả? À. Bill 5 tháng rồi, sang năm hết năm nay là Bill sẽ đi ào ào rồi, đi chơi búa bôn rồi ha, Bill ha. Bill ha. Giờ mà bánh tét mà đi mà ra bắt quên vui hết. Trời ơi, ngốt kìa. Ngốt kìa, buồn ngủ rồi đúng không? Anh này có ngủ đêm không cô? Ngủ xuyên sáng luôn à. Chứ sợ nhiều anh nhỏ là anh ban ngày thì anh ngủ với bên tối anh cày đêm á. Cũng dễ ha. Dễ ha, nhiều ha. Dạ. Đây có nhà. Đó bé Bill này.
cô chú anh chị mình tha hồ nhìn cái view ha. Những clip kia là mẹ bùm bùm đưa lên, nhiều cô chú anh chị rất khen, rất là đẹp trai. Bà vú ôm bé view ra đây, vô lưu quán cà phê ha. Quay bé view đủ 8 phút nha, cho bé view về nha. Bà vú ôm qua đây cho vô lưu mấy chú YouTube dễ thương, rất là đẹp trai, chán kẹo. Sáng cô ôm lên trên đầu á, mấy cái nắng mà nắng mới mờ mờ nó rất là chất lượng, nó không có làm cái da bé nó cháy. Thứ nhất, thứ hai nữa là những cái tế bào của da bé có thể là hồi mình cỡ mà mới sinh về đó, tốt nhất là ban sáng buổi sáng mình sẽ ôm ánh nắng mặt trời hừng hừng. Biêu ơi, đó cô chú anh chị, đó Biêu nhìn xe kìa, đó dễ thương. Nhiều lúc tinh và miền cũng muốn quay lắm cả nhà, mà cho nên là mình quay tùy theo lúc mình quay cả nhà. Là cháu lúc nó đang ốm rồi mình có đừng có quay gì nữa. Đây là bà vú với tự động với cháu tinh và miền quay ha, chứ mà tinh và miền không cố ý nghe cô chú anh chị. Bị dấu ấy cho tinh mà mình 1 phút nữa là được. Biêu ơi, Biêu, Biêu ơi, nên ăn bột hay cô? Đúng rồi thì đúng rồi. Cười. Đúng rồi, đúng rồi. Đẹp trai thiệt đấy rồi. Xấu quá ha. 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 Không biết cái má xỉa má rồi. Không biết cái má xỉa má rồi. Ê. Ê, Biêu ơi. À, thôi bà vú ôm bé Biêu về đi. Để cảm ơn bà vú nha, đã vô lưu với anh YouTube của bé Biêu ha. Cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhiều lúc cô chú anh chị khi biết quay bé Biêu đó, nào bánh nào bà vú có cho tuyên miền quay một clip luôn. Đây cũng một cái duyên nha cô chú anh chị. Dạ thôi tuyên miền xin kết thúc clip rồi.